Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố hai bị can Nguyễn Văn Tùng, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Hùng Thanh, công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina, và Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên trưởng ban quản lý chung cư Carina về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Cả hai bị can đều đang được tại ngoại. Kết luận điều tra đã gây ra nhiều tranh cãi khi cơ quan điều tra đã không xem xét trách nhiệm một số cá nhân, đơn vị liên quan trong việc để hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động tại chung cư Carina không hoạt động trong thời gian dài. Ngoài ra, quá trình điều tra vụ án giữa Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và cơ quan điều tra cũng có nhiều quan điểm khác nhau, khiến các cơ quan liên quan phải họp liên ngành.